Dạ, Phú Tùng Vũ xin chào 500 anh em YouTube nha. Hôm nay hàng mới về. Thì mấy lâu nay anh em cũng chờ đợi những cái bánh căm của anh Pha tháo xe ra. Thì hôm nay hàng đã về. Thì cái này em vẫn em mua thì giá đã lên, nhưng mà em vẫn giữ cái giá cũ để phục vụ cho anh em. Quan trọng là cái số lượng thôi, còn cái đồng lời ít nhiều thì nó không quan trọng đi. Quan trọng là bán được cái số lượng nhiều. Nhiều nó mới có đồng lời nhiều. Còn mà giá cao thì anh em mua ít cũng vậy à. Nhưng mà mình đã mua lên giá luôn á, cái phần thu vô đã lên rồi. Đây là căm đầm niền của anh Pha ha, hàng mới tháo xe, mới tháo luôn, nó mới ốc nổi. Căm đầm niền của anh Pha 110/2021 thắng đùm, bản trước là 1.40 đó, bản sau là 1.60 đó, dành cho những cái xe là có thể là gọi là quay lớn, là quay A, quay Pha 110 và quay A sẽ sử dụng được. Còn ép vô những cái dòng xe mà quay Alpha 100 nhỏ đời cũ á, ghim quay vẫn sử dụng được luôn, nhưng ép, nhưng mà anh em phải sử dụng cái vỏ lớn, là phía trước xài cái vỏ là 250, sau là 275 ha. Một cặp là trước sau cái bánh gì là không có má đùm. Vô chổng lấy anh hai cái má đùm kèo. Đi lấy má đùm của anh Pha. Má đùm của anh Pha á nha. Để trong cái thùng á, má đùm bên tay trái. Là một cặp như là 1.2 nha bà con, bao mới luôn, rất là mới nè, chưa chạy ngay có bật đạn ống chỉ. Là một cặp là 1.2, em sẽ lấy má đùm của anh Pha ra bán kèm theo cho anh em xem. Thì cái má đùm á là một cái là 180 ha, hai cái là 360 ngàn. Nếu anh em nào lấy thì kèm theo, không lấy thì thôi. Đây là cái bánh sau của nó nè. Đó, đẹp quá đẹp luôn ha. Em quay ngược chiều mặt trời đó, đẹp lắm. Mới chóc. Cái bánh này đời 2022 luôn. Mà nói chung em bán với anh đời 21 đi, tại quay lên 22 nào khi mà nó số lượng bây giờ 22 nó chưa có là nhiều. Thấy không? Nó mới bước qua đầu năm thôi, thành thử ra hãng nó vẫn còn là 21 nhiều lắm. Rồi mình đăng lên 22 tới chừng khách hàng ta đòi 22 không có đồ bán, không có đầu giao. Tại nói chung là đẹp gì không đó, bán mấy anh là bao đẹp. Rồi vậy đi cho nó dễ ha. Là bán là đời 2021. Cầm dành là bao đẹp. Dành này là của Wanfa 110 Việt Nam nha. Cặp nào Việt Nam nói Việt Nam, Thái nó Thái nha. Anh em đừng có hiểu lầm mà anh Pha của Thái nha, anh Pha Thái đâu có. Đây si Gucci. Bánh sau là 1.60, trước là 1.40 ha. Đó. Có bật đạn ống chỉ ghim theo xe. Đó. Còn hai cái má đùm này á thì một cái là 1.8, cái trước là hàng gã xe, cái sau là hàng mới của hãng. Đó. Thì anh em muốn lấy thì ba hiện tại là căm đùm niền anh Pha chỉ có được 3 cặp thôi. Thời gian sau nữa nó mới về nhiều. Đó, cái má đùm sau nè. Má đùm nhỏ không à, má đùm nhỏ lọt bên trong. Nó lọt bên trong chứ không phải má đùm lớn, nó gành ghẻ ha. Thì một cái 180 đó, là hai cái 360 đó, anh em muốn lấy theo. Còn cái bộ này 1.2 triệu. Rồi khoan này cho qua, cho nó nhanh đi, tại hôm nay số lượng rất là nhiều. Rồi tiếp theo là ở đây là duy nhất một bộ thôi, căm đùm niền của quay y, hàng tháo xe, nó đã qua sử dụng. Quay y đĩa bằng nha anh em, đĩa bằng nha, quay y đĩa bằng mấy anh gắn vô EGXX rồi đó. Nói chung là dòng xe nào đĩa bằng đó, phun mập phun led rồi đó, gắn vô là sẽ vừa ha. Hàng nghĩa địa tháo xe. Rồi đây bánh sau lại ha. Còn rất là đẹp. Dành thì mới chóc. Đó, dành CM Gucci của Thái mới chóc. Không có má đùm sau nha. Má đùm sau là bán cái má đùm đó đó. Đưa cái má đùm này cho anh. Thui ra luôn, đèn xé ra cho. Cái má đùm này á thì 180 đó, là nãy mình mới quay đó. Thì má đùm là của hãng Việt Nam. À, 180 bán kèm theo, thì anh em nào lấy thì kèm theo nha, cái giá tiền nó sẽ riêng.
Đó. Màu mè nào vô vẫn trùng khớp nha. Đó. Ok nha anh em ha. Rồi bỏ cái phần này vô, cái cặp bánh này là 1,8 triệu nha, bỏ phần này vô. Bỏ vô cái bọc này trời. Okay. Ha, cặp bánh là 1,8 triệu, thắng đĩa bằng. Anh em vô dòng xe nào đĩa bằng cái cầm đồng miền quay y duy nhất một bộ một. Nền xem Gucci. Trước 1.4 sau 1.6. Đây, CM Gucci dành Thái 1.4. Đây, CM Gucci 1.6. Đây là niềng tháo xe của Quay Y. Quay Y mới bây giờ đó, Quay Y LED đó. Đó. Rồi cặp này cho qua nha, giá 1,8 triệu. Chưa có má đầm, má đầm thì 1.8 nữa. Rồi phần này cho qua. Anh em nào mua thì alo ha. Rồi tiếp theo là yên quay y. Cái yên quay y này là mẫu 2010 nha bà con. Yên quay y mẫu 2010 thì anh em vô khu chà neo được á, nhưng mà nó hơi dẫn cái đuôi lên, nhưng mà ép xuống nó vẫn được nha, vẫn vô được. Ví dụ mình vô yên khu chà neo nó vẫn dẫn, nó hơi dẫn lên cái đuôi này nè. Và mình bấm xuống cái khóa gà yên á, nó hơi nhắm lại xíu. Thường thường là gì phải không, nó hơi nhắm lên xíu vậy nè, nhưng mà mình đè nó vẫn vô, vẫn sử dụng được bình thường. Em cái má đầm vô bỏ trong thùng nhé. Yên quay y đó, giá 1,8 triệu. Da hộp, da hộp kìa bà con. Yên căng đét, căng đét múp tốt, đế dày múp rất là tốt, đế dày đắt 2,9 vô khu chà neo 2,9 vừa nha. Những dòng neo kim là vừa, khu chà 2 không vừa, khu chà neo là tất cả vừa hết. Khu chà x sang cơ giờ khu chà x FI được luôn. Phu chà neo 2,6 là 7,8 là 9, phu chà x 2011 là 6 cái dòng đời xe đó là vô được ha. Yên da hộp rất đẹp, da hộp thì anh em yên đã ha. Da hộp anh em đi xe nó chống được cái sự mà nóng cái mông mình lên ha. Rồi phần yên cho qua, yên rất đẹp, 1,8 triệu nó dày, độ dày đó ha, căng đét, yên làm căng đẹp. Đó. Cái phần bên trên này là phần bên dưới nè. Người ta cái độ bấm của người ta cũng sắc sảo đẹp ha. Đát 2,9 yên mới của Thái, quay y 2010 gắn phụ chà neo được, đát còn 2,9 luôn đó, yên rất là đẹp. Rồi phần yên cho qua, yên là 1,8 triệu. Anh em nhớ cái giá mình báo ha, yên 1,8 triệu. Hôm nay có gấp cặt te, gấp và cặt te gầy rất là nhiều của Game 125. Cái phần này cho qua. Tiếp theo là cặp mâm. Phúc Long đâu cưng? Phúc Long nó giờ đâu rồi? Ở ngoài đây nè. Đây là cặp mâm của Phu Chà LED Việt Nam ha. Phu Chà LED Việt Nam. Đĩa bằng nha. Nó xài được những dòng xe đĩa bằng. Mình thí dụ cho bà con đó là thí dụ những dòng xe như sau. Thí dụ là Phu Chà S Sunker nha. Phu Chà S Sunker xài được, FI là thua nha. Anh em FI đừng hỏi heo nha. Đó. EGSX xe Blast 110, EGSX 110 ha. Rồi Phu Chà Mập, Phu Chà LED, Quay Y Mập, Quay Y LED. Đó là những cái dòng xe đó nó sẽ vô cái này được nha. Cặp mâm này mình lấy đại lấy thí ra, tại vì số lượng nhà còn nhiều. Thì lấy thí ra thì nó dính đắt là 2022 tháng 1 nè ha. 2022 tháng 1 bao giúp anh là mâm tháo xe ra 100%, nếu không đúng mâm tháo xe 1 đền 10 giúp anh luôn. Đó, em bán cái nào là rõ ràng. Từ những cặp mâm lúc nãy quay phim đó, bánh căm quay y và bánh căm alpha, bao đúng hàng tháo xe, không đúng hàng tháo xe 1 đền 10. Đây là keo gon hãng trong những cái con ốc mà 4 ốc đĩa nè, keo gon vẫn còn luôn nè ha. Đó, em không có nói dốc. À, bên đây cũng còn nữa nè, khi mà người ta xấy cái con ốc á, trong hẻ người ta xấy ốc vô, người ta sẽ nhúng một miếng keo, người ta xấy vô, khi mình tháo ra nó còn để lại một miếng keo, bao với mấy anh là đúng hàng gã xe, còn mới 99,9% luôn, mới ốc nổi. Đó, bên đây là cái nhông báo công tơ đề mét ha. Đó, cái cửa này mới bò còn luôn nè ha. Đây là công ty CVS 3 sản xuất đó, Honda. Bánh trước là 1.40, xài cái vỏ 250. Đó. Bên đây mặt trái mặt phải là xài cái đĩa bằng. Nhớ là cái mâm này xài cho cái đĩa bằng nha bà con ha. Không cái đĩa lõm là không có vô được.
cái đi lõm như vậy là những dòng xe cũ không được, là từ 2010 đảo lên 2022 là những dòng xe đó sẽ vô được. Rồi phần này cho qua thì em sẽ quay cái bánh sau của nó. Thì mâm á, đôi khi á thì em quay là quay mẫu cho bà con coi là mâm 22, có khi là em sẽ giao mâm 21 nha, nhưng mà em sẽ bán là bán mấy anh là mâm 21, tại vì nó không có 22 không. Mình quay phim mình làm dấu vậy thôi, làm mẫu thôi, để hơi anh em đòi 22 không mà chết em liền ha. 22 đầu dao nè, tháng 1 22 nè đó. Rồi mâm đẹp xuất sắc luôn, tuyệt vời, mặt trời không một lắm là lỗi lầm, bao quanh bao dẹo bao lỏng lưng bật đạn bao hết tất cả, nếu không đúng mâm tháo xe một đành mờ đó. Nước sơn zin toàn bộ luôn, không giảm tốt. Hàng là chưa tháo nè, hàng mới về nãy giờ lấy cái này còn nè, mới cắt keo ra đó. Không, không có má đùm, và cái má đùm sao màu đen á thì là cái má làm lọt bên trong, nếu em bán em kèm theo cho mấy anh á sẽ là 180.000 ha. Chim vô luôn hả? Gá đỡ đó cũng được, để vô gá đỡ vô. 180.000 cái má đùm sao, thì giờ anh chỉ thọt cốt giùm anh sử dụng thôi ha. Bạc đạn và ống chỉ là zin theo xe luôn, mâm đẹp xuất sắc. Rồi cái giá em bán cái mâm này ha là mỗi bữa là 2.3 triệu đó, hôm nay giảm 250.000 luôn đi, nó là cho anh em dễ tiêu dùng. Nó là 2.250.000 tiền ship bên mấy anh trả nha. 2.250.000 đối với một cặp mâm này không má đầm. Và mỗi một cái má đầm sẽ tính tiền riêng đó. Rồi thằng này cho qua này, có mã vạch chống hàng giả đâu luôn nè ha, không phải nói mà bằng miệng mà bao tầm bậy tầm bạ chắc có luôn ha. Rồi thì cái clip này đó quay kỹ gõ lâu sau thì em sẽ kết thúc cái clip này để em làm, và cái clip sau là sẽ phụ tùng của game 125 đó ha. Rồi chúc bà con mình một buổi chiều giờ sức khỏe nha, làm ăn phát tài, ăn khang thịnh vượng nha. Xin chào.